Đừng sợ, lập tức sẽ được giải thoát rồi. Lâm Phong, đi chết đi. Hehe. Ha ha. Thế này thì vị trí thiếu chủ Lâm gia chính là của Lâm Hằng ta rồi. Muốn trách thì hãy trách, trách cái thế giới này. Võ đạo quyết định vận mệnh, quyết định sinh tử. Võ cửu tiêu đại lục, võ đạo vi tôn. Kẻ yếu sẽ bị mọi người ức hiếp, còn kẻ mạnh sẽ có được cả thiên hạ. Kẻ yếu chỉ có thể phá đá, nhưng kẻ mạnh thì lại có khả năng rời sông lấp biển. Thậm chí, người có võ học thượng thừa còn có cả bản lĩnh lên trời xuống biển, đi mây về gió. Võ hồn, tố chất võ học mà lúc sinh ra đã được gọi là võ hồn của võ giả. Võ hồn tự nhiên, hỏa diệm, băng phách, cự phong, lôi điện. Võ khí, hồn võ khí, đao, thương, kiếm kích. Dã thú, hồn dã thú, bạch hổ, cuồng tê, bạo viên, long xà. Trong tự nhiên còn có vô số các loại võ hồn khác nhau, chẳng hạn như võ hồn cuồng hóa, võ hồn bất tử, dị chủng. Khả năng của võ giả có quan hệ rất mật thiết với võ hồn. Tôi là Lâm Phong, vốn là sinh viên cuối cùng của một trường đại học thuộc thành phố Giang Nam, Trung Quốc. Vì một vụ tai nạn mà đã xuyên không đến đại lục cửu tiêu, nhập vào xác của một người cũng cùng tên với tôi. Cái tên thiếu gia nhà họ Lâm cùng tên với tôi đó chính là một phế vật trong mắt mọi người. Hắn bị đường huynh của mình ức hiếp, đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng chính vì thế tôi mới có thể nhân cơ hội nhập vào người hắn. Thành Dương Châu, phủ đệ Lâm gia. Đây là đâu? Căn phòng này nạ quá. Vì sao mình lại ở đây? Đáng lẽ mình phải chết trong vụ tai nạn xe kia rồi chứ. Đợi đã, hình như có một đoạn ký ức đang nứt qua đầu mình. Hóa ra là thế. Mình xuyên không rồi. Mặc dù thân thể này trước đây chính là một phế vật, nhưng nếu đã sống lại một đời thì ta tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch đó tiếp diễn. Yên tâm đi, sau này cậu chính là tôi chính là cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân tiếp tục bị ức hiếp nữa. Cường giả vi tôn, sức mạnh quyết định tất cả. Ta hiểu rồi, đây chính là quy tắc của thế giới này. Muốn trở thành võ đạo cường giả, trừ việc cần có thiên tư hơn người, còn cần phải có một trái tim mạnh mẽ cùng ý chí kiên cường. Thiếu gia Lâm Phong trước đây quá yếu đuối, nhưng mình hiện tại thì lại khác. Hai kiếp làm người, lại đã từng trải qua vô số lần sinh tử mài giũa, đã không có gì có thể lay chuyển được mình. Cái này, võ hồn đang chuyển động xung quanh mình. Không đúng, đây không phải võ hồn mà là linh hồn của Lâm Phong. Chúng đang không ngừng nhập vào trong cơ thể mình. Linh hồn của chúng ta đang hợp thành một thể sao? Võ hồn nguyên bản của thiếu gia Lâm Phong chỉ là một con rắn nhỏ, khó trách lại bị coi là hồn phế vật. Nhìn thật là yếu ớt. Cái phía sau có lẽ chính là võ hồn mới của mình, một mảnh hắc khí. Cứ tạm thời gọi mày là hắc ám võ hồn đi. Có vẻ như là một võ hồn rất cường đại. Cũng có nghĩa là hiện giờ đang có tới hai loại võ hồn. Cái này có lẽ gọi là võ hồn song sinh. Ồ, đây là Phong Nhi. Cha, Phong Nhi con, thương thế của con đã khỏi rồi sao? Vâng, thưa cha, con đã hoàn toàn bình phục rồi. Vậy sao? Không ngờ thương thế nặng như vậy mà lại có thể bình phục nhanh như thế. Ta còn tưởng rằng lần này con khó mà qua khỏi. Ra tay nặng như thế, rõ ràng là muốn nhắm vào con, nói cho ta biết có phải là hai đường huynh của con làm không? Chuyện này cứ để cho con tự giải quyết. Cha không cần phải nhọc lòng vì con. Phong Nhi, thật không ngờ Phong Nhi giống như đã biến đổi thành người khác vậy. Nếu là vì chuyện lần này mà bị đả kích nữa thì chưa hẳn đã là chuyện xấu. Phải rồi Phong Nhi, chuyện mấy cái cây cột trụ kia là sao vậy? Cột trụ? Đó là do ban nãy vừa hồi phục nên con muốn thử thân thủ một chút. Lâu rồi không luyện nên cũng hơi gượng tay. Lực đạo này rõ ràng phải đến cả 7000 cân. Nói như vậy thì Phong Nhi xem ra đã tiến vào võ cảnh thất trọng khí rồi. Chỉ là không phải thời gian trước đó nó mới chỉ
dừng lại ở võ cảnh ngũ trọng thôi sao? Phong Nhi, cuối cùng thì con cũng cùng ta vượt qua chính mình rồi. Thật không hổ là con trai của Lâm Hải ta. Tốt lắm, vậy ngày mai con hãy cùng ta đến dự cuộc họp của gia tộc. Ta cũng muốn nhìn xem bọn họ làm sao để phế người gia chủ này. Xin cha yên tâm, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Vậy con nghỉ sớm đi. Vết thương vừa mới bình phục, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Vâng, thưa cha. Ha ha, thật sự không ngờ. Cứ tưởng mấy cửu án giang hồ chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, vậy mà hiện giờ mình lại xuyên không tới nơi này. Cuối cùng cũng có thể đích thân cảm nhận được thế giới mà mình vẫn hằng mong đợi rồi. Lâm Phong trong quá khứ, cảm ơn huynh đã cho tôi cơ hội này. Những kẻ dám coi thường huynh, tôi nhất định sẽ giúp huynh trả lại cho họ gấp bội. Đời này nhất quyết không cam chịu bình thường, nhất định phải sống sao cho oanh oanh liệt liệt. Nghe nói đại hội lần này không chỉ có đại gia tam gia mà ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ đến tham dự, xem ra là nhắm vào gia chủ mà đến. Tôi còn nghe nói tên Lâm Phong kia không biết đã bị ai đánh trọng thương, lại để người của Vân Hải Tông đích thân đưa về. Thật đúng là đã làm mất mặt gia tộc. Đại gia tộc vốn vẫn luôn bất mãn với gia chủ, lần này nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Phải đó, nói không chừng lần này Lâm gia sẽ phải đổi chủ rồi. Tên phế vật này thật đúng là mạng lớn, vậy mà còn chưa chết. Không những thế lại vẫn còn mặt mũi tới tham dự tộc hội. Chẳng lẽ ngươi không sợ mọi người chê cười hay sao? Lâm Vân, ngươi nói thử xem. Phong Nhi, chưa quá nóng vội. Lâm Vân thân là đường huynh, vậy mà một chút giáo dưỡng cũng không có, hiện giờ tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hãy đợi sau khi tộc hội bắt đầu rồi hãng tính tiếp. Cha sẽ khiến cho tất cả bọn chúng đều phải ngậm miệng. Vâng. Ha ha, đúng là con rùa rụt cổ. Các vị trưởng lão, mấy ngày trước người của Vân Hải Tông đến Lâm gia ta vốn là chuyện may mắn, nhưng không ngờ lại có một phế vật nửa sống nửa chết làm mất mặt Lâm gia ta. Vì thế tại đây tôi đề nghị trục xuất Lâm Phong ra khỏi gia tộc. Hắn không xứng đáng được làm đệ tử của Lâm gia. Lâm gia tam gia Lâm Hạo Thị, Lâm Hạo Nhiên. Lão Tam, ngươi câm miệng lại cho ta. Gia chủ ta đây còn chưa lên tiếng thì từ lúc nào đến lượt ngươi hoa tay múa chân rồi hả? Gia chủ ta đây sẽ tự có định đoạt. Mau cút về vị trí của ngươi đi. Lão nhị, ngươi nói vậy là không phải rồi. Lâm gia đại gia, Lâm bá đạo. Mặc dù ngươi là gia chủ, nhưng lão Tam tốt xấu gì cũng là một thành viên của gia tộc. Hắn cũng chỉ vì lo lắng cho danh tiếng của Lâm gia mà thôi. Các ngươi chỉ là đang muốn nhăm nhe vị trí gia chủ này của ta mà thôi. Đừng tưởng ta không biết âm mưu đó của các ngươi. Cùng lắm thì hôm nay chúng ta quyết đấu một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa theo con trai rời khỏi Lâm gia. Còn nếu thua, thì hãy ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Thế nào? Ngươi tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đại trưởng lão, tên Lâm Hải này thật đúng là chẳng coi ai ra gì. Phải cho hắn một bài học mới được. Vậy chúng ta cứ tiếp tục theo dõi tình hình, xem Lâm Hải này còn có đủ sức để gánh vác chức vị gia chủ này nữa hay không. Cái gì? Luồng hàn khí này nà. Băng phong quyết. Này đợi đã. Băng phong thiên ý. Làm sao có thể phá? Rắc rắc. Lâm Hải, không ngờ ngươi lại dám. Này mấy người, trông thấy không? Nhị gia chỉ cần một chiêu mà đã đánh bại được cả đại gia rồi kìa. Quả nhiên gia chủ vẫn là không dễ trọng. Băng phong quyết của Lâm Hải đã tu luyện đến tầng thứ 8. Khả nào mà hắn lại kiêu căng như thế. Được rồi, các vị trưởng lão tiếp tục hội thôi. Lâm Hải, ngươi cũng không cần phải tỏ ra căng thẳng như thế. Ngươi thân là gia chủ, tu vi không ngừng thăng cấp, đó là một chuyện tốt. Ta tin đệ tử Lâm gia ta cũng sẽ lấy đó làm tấm gương không ngừng phấn đấu tu luyện. Mục đích của tộc hội lần này cũng đã đạt được, thiết nghĩ mọi người lên giải tán đi thôi. Đại trưởng lão, nếu đã như vậy thì tôi xin phép được cáo lui trước. Lâm Hải, để ta chống mắt lên xem ngươi còn bảo vệ được tên phế vật đó được bao lâu. Phải đó, tên phế vật đó chính là vết nhơ của Lâm gia ta. Lâm Hạo Nhiên, quản cho tốt con trai ngươi trước đi, một chút giáo dưỡng cũng không có. Người làm phụ thân kiểu gì thế hả? Lâm Vân, ngươi mở miệng khép miệng đều nói ta là phế vật. Vậy thử hỏi, nếu ngươi phát hiện ra mình ngay cả đến phế vật như ta cũng chẳng bằng thì sẽ nói làm sao được đây? À,
Ngươi có phải đã bị mất trí thức không? Hay là lại đang nằm mơ rồi hả? Với vật như ngươi thì làm sao có thể so sánh với ta được chứ? Ít nói nằm nhảm, có bản lĩnh thì cứ đấu một trận thử xem. Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ? Vân Nhi, hãy dạy cho tên phế vật này một bài học. Vâng, thưa cha. Lâm Phong, nếu ngươi có thể tiếp được 3 chiêu thì coi như ta sẽ thua. Thế nào? Ta không bắt nạt ngươi chứ? Một chiêu? Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta thì coi như ngươi thắng. Này này, mọi người có nghe thấy không? Tên phế vật này vậy mà lại dám hân hoang khoác lác. Không phải là đã chán sống rồi chứ? Cái gì? Tiểu tử nhà ngươi vậy mà lại dám sỉ nhục ta như vậy. Ta hôm nay sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bớt phí lời đi. Ta sắp ra tay đây. Có giỏi thì cứ đến đi. Võ kỹ Cửu Trọng Lãng. Cái gì luồng áp lực này? Quá, không ngờ tên Lâm Phong này chỉ cần một chiêu thôi mà đã hạ gục được Lâm Vân. Hắn thật sự vẫn là tên thiếu gia phế vật kia sao? Không thể nào, không thể nào. Ngươi không phải mới chỉ đạt đến ngũ trọng khí võ cảnh thôi sao? Làm sao lại có thể có được trưởng lực mạnh như đến mạnh đến vậy? Lâm Vân, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật. Hiện giờ đến một chiêu của ta cũng không thể đỡ được. Vậy ngươi được tính là như thế gì? Còn cả ông nữa, thân là trưởng bối vậy mà cứ luôn miệng phế vật phế vật. Thế nào, ngươi đánh con trai ta bị thương, ta còn chưa nói gì. Ngươi nghĩ mình có tư cách gì mà để dạy dỗ ta? Con trai ông ngay cả đến ta cũng chẳng bằng. Nói như vậy thì hắn cũng chính là một phế vật. Chỉ mạnh hơn ta một chút mà đã muốn ở đây giễu võ dương oai rồi sao? Người mạnh hơn ngươi, người mạnh hơn ngươi không biết có bao nhiêu người nữa kìa. Không dám nhận là giễu võ dương oai. Ta chỉ là trả lại tất cả những gì mà phụ tử ta đã phải nhận lại cho các ngươi mà thôi. Lợ máu phải trả bằng máu, lợ một phải trả gấp đôi. Đó chính là cách làm của ta. Làm nhục người khác rồi cũng sẽ bị người khác làm nhục. Cha, chúng ta về thôi. Phong Nhi, làm giỏi lắm, chúng ta đi thôi. Làm nhục người khác rồi cũng sẽ bị người khác làm nhục. Mộng Hà, Phong Nhi cuối cùng cũng đã lớn rồi. Phong Nhi hiện giờ không chỉ có võ đạo tu vi tiến bộ thần tốc, mà lại còn có thể nói được cả những lời triết lý đến thế. Chỉ cần đợi đến lúc xả võ hồn bản mệnh của nó thức tỉnh. Xả võ hồn bản mệnh của nó thức tỉnh thì nó sẽ hiểu được là mẫu thân nó đã truyền lại cho nó thiên tư cường đại đến mức nào. Phong Nhi, ở nhà tu luyện cho tốt. Vì sao con lại nhất định muốn về tông môn? Cha, có một vài thứ không thể miễn cưỡng được. Nếu con chỉ trốn mãi ở nhà để cha che chở, vậy thì khó tránh được kẻ khác nói ra nói vào. Hơn nữa, như vậy con cũng sẽ không thể trưởng thành, trở thành một võ đạo cường giả được. Nếu ý con đã quyết như vậy thì ta cũng không ngăn cản con nữa. Xin cha hãy yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để có thể đạp được bọn họ dưới chân. Vì phụ tin con, chỉ là con nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, con nhớ rõ. Hải Nhi xin cáo biệt.